nó có nhiều bạn quá trời với xe luôn các bạn. Wow, ở đây thấy một chiếc này là một quyền khá là to lớn và con Frank kia các bạn. Wow, một chiếc xe đầu bò luôn, mà cũng may là chúng ta đã đem thêm một cái rổ để đựng những cái con này nha các bạn. Wow, và chúng ta bắt đầu đi đây. Đây, chú bò Frank của chúng ta ở đây các bạn. Chú bò đã đạt được cúp vô địch trọng chức bờ của nó các bạn. Đấy, một chiếc máy cày khổng lồ luôn. Wow, chiếc máy cày này chuyên gặt lúa hay gì đây nha. Đây, để vô luôn. Tiếp theo chúng ta có được là một chiếc xe Fly Soaris Go Fly Squad các bạn. Một chiếc xe của đội cứu hỏa, nhưng mà không, đây nó có kiêm được cả cái chức vụ là cảnh sát luôn các bạn. Đấy, hình xịn chưa. Đấy, tiếp theo chúng ta có gì nào. Wow, một chiếc xe Tiger Monster các bạn, Monster Truck này các bạn. Đó, với phong cách một chú hổ rất là đẹp luôn này nè, ngầu chưa. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn nha. Để vô tiếp theo chúng ta đi lượm nha. Wow, và đây là Ice Creamer này các bạn. Wow, một chiếc xe hề nha, chiếc xe hề chở kem các bạn. Con mắt của nó nhìn ngầu cực kỳ luôn này. Đó, Ice Creamer của chúng ta đây. Wow, một chiếc Dinoco may số hiệu số 542 các bạn. Wow, nhìn cái bánh đằng sau nó khá là xịn luôn nè. Đấy, như các bạn có thể thấy được chiếc xe là siêu hầu luôn nè. Đó, đã chưa. Wow, Tomato phiên bản siêu đẹp luôn. Wow, một chiếc Tomato khá là ngầu luôn các bạn. Đây, ở đây mình có một chiếc Tomato dễ thương cực kỳ luôn nha. Phải nói là siêu dễ thương luôn kìa các bạn. Đó. Wow, ở đây quá trời luôn các bạn. Chiếc hit đây rồi, đây là một chiếc chiếc hit các bạn. Đó. Wow, nó có cái râu nha các bạn. Nhìn cái râu nó ngầu chưa kìa. Như hit le các bạn. Wow, nhìn cái râu rất là tấu hài luôn nha. Wow, chiếc hit quay quá trời, những cái thương hiệu đã được ghi tên trên đây các bạn. Wow, Francesco à. Wow, và đây là một chiếc xe đua F1 Francesco đây các bạn, cũng đợi đủ ý nha. Đó, các bạn có thể thấy được cái độ ngầu của chiếc xe này nha. Wow, chạy khá là nhanh trên một cái đường đua các bạn, quá đẹp luôn. Wow, ở đây chúng ta có gì đây. Wow, một dòng xe dành cho nữ như các bạn. Wow, chiếc xe này khá giống những năm 70-80 các bạn. Chiếc xe có như hai cái cánh gió hai bên này. Đó, nó chạy xé gió vào hai bên, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Màu sắc đồ nó có một cái màu bạch lục bảo rất là ngầu. Và đây là Dodge Houston đây rồi, đây là một chiếc xe Dodge Houston như các bạn. Của họ màu xanh lá cây nữa này, những cái bánh mâm màu xanh dương họ hầu rất là ngầu luôn. Đây là một chiếc gì đây. Cũng thuộc team của Lightning McQueen số 95 của Red Easy Steam các bạn. Một tân binh mới nha. Đây, tiếp theo nào. Wow, chiếc Monster Truck nhưng mà có cái cẩu đằng sau các bạn. Đấy, xe Monster Truck của chúng ta đây. Đó, nó có cái cẩu đằng sau này, nhìn xịn sò chưa kìa. Wow, Lightning McQueen khổng lồ với số hiệu số 95 cực kỳ to lớn, đã giành được cúp Piston các bạn. Đấy, xịn chưa kìa. Wow, mém chút nữa là chúng ta đã bỏ quên được người bạn này rồi. Wow, một chiếc xe rất là hung dữ vì mình đã bỏ quên, cái mặt nó rất là căng nha. Mém được bỏ quên mà sao bỏ quên được, đúng không? Đấy, chúng ta có gì đây, quá nhiều những chiếc xe đã được thu thập rồi các bạn. Wow, Lightning McQueen, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha.